Tân Hoàng Hà nhìn đỉnh cao chết dưới gây và phút bù giờ cạnh nhiệt của Italy. Chỉ trong tích tắc, cú vút lên thần sầu của David chết dưới gây đưa tuyển Pháp đến thăng hoa, đồng thời khiến Italy gục ngã trong uất hận. Đó là lần cuối cùng bàn thắng vàng xuất hiện tại Euro. Italy đã chơi một trận xuất sắc trước Pháp tại chung kết Euro 2000. Azzurri khóa chặt gần như tất cả ý đồ của nhà đương kim vô địch thế giới, có bàn dẫn 1 không do công của Marco Del Vecchio ở phút 55. Thế nhưng, sai lầm của Fabio Cannavaro và thủ môn Frances Cotondo khiến đội bóng áo Thiên Thanh bị gỡ hòa phút 90+4. Sau đó, cú vút lên thần sầu từ chết dưới gây khiến mọi giấc mơ của Italy đóng sập. Tại sao một hàng phòng ngự trừ danh ở Euro 2000 cùng thủ môn Tondo chơi ấn tượng từ đầu giải đánh mắc sai lầm đúng phút quyết định? Một pha bóng chẳng có gì phức tạp, nhưng bằng cách nào Cannavaro lại phán đoán sai trong pha vật nhảy và tại sao cú volley của Chết dưới gây lại nhạy cảm, chuẩn xác như thế? Người Italy đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh thất bại của đội nhà. Trước ngưỡng thiên đường, trước khi Sylvain Vitor ghi bàn gỡ 1-1, trận đấu chỉ còn 1 phút. Các tuyển thủ trên hàng ghế dự bị, ban huấn luyện và nhân viên của Italy bật cả dậy. Họ chờ tiếng còi của trọng tài, sẵn sàng chạy vào sân. Một chiến thắng trước Pháp sẽ giúp người Italy trả món nợ trước Pháp ở tứ kết World Cup 1998. Vừa ngoài sau thất bại đáng tiếc tại World Cup 1994 và sự tủi hổ ở Euro 1996. Dù vậy, định mệnh lại gọi tên Pháp. Hàng thủ Italy ở chung kết với Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, Marc Giuliano, Gianluca Pesotto và thủ quân Paolo Maldini đã giải mã hàng công thượng hạng của Pháp. Song Azzurri ôm hận vì ba tuyển thủ Pháp vào sân từ ghế dự bị. Họ là Cesc Tegay, Vitor và Robert Pires. 20 năm sau trận chung kết Euro 2000, Pires nhớ lại khoảnh khắc được huấn luyện viên Roger Lemaire tung vào sân. Tôi vào sân khi tỷ số vẫn là 1-0 cho Italy. Huấn luyện viên cho biết tôi sẽ thay Vicente Zara dù chơi hậu vệ trái. Tôi tự nhủ đây là lựa chọn kỳ quặc, mình sẽ chẳng đóng góp được gì nếu chơi ở vị trí đó cả. Nhưng cuối cùng Lemaire đã đúng. Pires, ngôi sao có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ công và chạy cánh, bất đắc dĩ là hậu vệ trái của Pháp ở những phút cuối. Phút 103, Pires cầm bóng từ cánh trái, tăng tốc một nhịp vượt qua Dimitri Oan Bertini trước khi chặn ngược bóng cho Cesc Tegay ghi bàn thắng vàng. Bóng đã đập mặt còn một nhịp, đẩy lên đúng cửa chân của Cesc Tegay và kết quả sau cùng là siêu phẩm. Cesc Tegay nhớ lại, ngay khoảnh khắc Pires quét biên với tốc độ cao, điều mà anh nghĩ trong đầu là đồng đội không thể căng ngang hoặc chặn được bóng. Cesc Tegay đã lùi lại một nhịp để thoát khỏi phạm vi truy cản của Giuliano Maldini. Điều tuyệt vời đã xảy ra với Led Blue là Pires kịp quan sát trước khi chuyển đúng vị trí, Cesc Tegay sẵn sàng dứt điểm một chạm nhất. Bàn thắng vàng cuối cùng tại sân chơi Euro 1996, UEFA lần đầu áp dụng luật bàn thắng vàng. Pha xoay sở và dứt điểm của Liverpool khiến Cộng hòa Séc ôm hận ở phút 95, đó là cái chết bất ngờ mà UEFA, FIFA kỳ vọng làm tăng kịch tính khi trận đấu kéo dài đến thời gian bù giờ. Dù vậy, sau thất bại của Séc, luật bàn thắng vàng bị phản ứng vì dẫn đến cái kết quả chóng vánh, không cho đội thua cuộc có cơ hội nào sửa sai. Bàn thắng của Cesc Tegay vào lưới Italy khiến làn sóng chỉ trích luật bàn thắng vàng tăng cao. UEFA đã suy nghĩ nghiêm túc về phương án bỏ luật bàn thắng vàng sau Euro 2000. Đúng là UEFA đã lắng nghe phản ứng mạnh mẽ từ cổ động viên, truyền thông, ra quyết định thay luật bàn thắng vàng bằng bàn thắng bạc. Từ Euro 2004, cái chết bất ngờ không bao giờ lặp lại ở sân chơi này. Người Italy vẫn nhắc đi nhắc lại về cách họ thua Pháp ở chung kết Euro 2000. Báo La Gazette, Dello Sport từng viết khoảnh khắc Cesc Tegay vô lê thành bàn khiến người Italy đau đớn chẳng có gì. Pha sút phạt đền hỏng của Roberto Baggio ở chung kết World Cup 1994. Ngược lại, Euro 2000 với Pháp luôn là giải đấu đặc biệt xuyên suốt lịch sử. Sau 16 năm, Led Blue trở lại đỉnh cao châu Âu. Họ vô địch liền hai giải đấu World Cup 1998 và Euro 2000, khẳng định vị thế đội tuyển mạnh nhất thời bấy giờ. Euro 2000 khép lại với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Đó là kỳ Euro bùng nổ bàn thắng với trung bình 2,74 bàn mỗi trận. Khác hẳn sự tẻ nhạt của Euro 1996, trung bình ghi 2,07 bàn mỗi trận. Một giải đấu mà khán giả chứng kiến màn trình diễn của một loạt nhạc trưởng ở giai đoạn sung mãn sự nghiệp là Zinedine Zidane, Rui Costa, Francesco Totti, Paul Scholes, đại diện cho thứ bóng đá tấn công cảm xúc của thập niên 2000. Mbappe dính đa chấn thương. Thủ quân tuyển quốc gia Pháp dính hai chấn thương cùng lúc sau trận giao hữu với Luxembourg cách đây ít ngày. Theo RMC Sport, cái nên ứng Mbappe đã gặp vấn đề ở lưng. Trước dừng ở đó, tiền đạo này còn dính chấn thương đầu gối trong hiệp một trận gặp Luxembourg. Mbappe vắng mặt trong buổi tập gần nhất của tuyển Pháp. Huấn luyện viên Didier Deschamps quyết định không để chân sút sinh năm 1998 ra sân trong trận gặp Canada vào rạng sáng nay, ngày 10 tháng 6. Tuyển Pháp không muốn bất kỳ rủi ro nào đến với Mbappe. Cầu thủ này sẽ được nghỉ ngơi và theo dõi sát sao cho đến khi Euro 2024 khởi tranh, tờ báo Pháp đưa tin. Hôm 6 tháng 6, tuyển Pháp có chiến thắng 3-0 trước Luxembourg trong trận giao hữu chuẩn bị cho Euro 2024.
Mbappe rực sáng với một bàn thắng và hai kiến tạo. Tân binh Real Madrid không che giấu niềm vui khi liên tục cười và giao lưu với fan sau trận đấu. Hành động này khiến đội thần tức giận vì Mbappe đã không làm điều này trong cả mùa giải ở câu lạc bộ chủ sân Parc des Princes. Mbappe gia nhập PSG vào mùa hè năm 2017 với bảng hợp đồng trị giá 195 triệu USD trong màu áo Les Parisiens, nhà vô địch World Cup 2018, ghi tổng cộng 256 bàn thắng sau 308 trận và đem về 15 danh hiệu cho đội bóng. Thủ quân tuyển quốc gia Pháp sẽ có màn ra mắt hoành tráng tại sân Bernabeu ngay sau khi vòng chung kết Euro 2024 khép lại. Tiến Linh được AFC vinh danh, đứng chung với Son Heung-min. Nguyễn Tiến Linh được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xếp vào nhóm ngôi sao xuất sắc nhất lượt trận vừa qua ở vòng loại hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Hôm qua, AFC đã công bố danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất lượt trận thứ 5 vòng loại hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Với cú đúp vào lưới tuyển Philippines, Nguyễn Tiến Linh đã được AFC vinh danh bên cạnh các ngôi sao hàng đầu khu vực khác, bao gồm Zazan Anaimat, Jordan, Behram Abdulwali, Trung Quốc, Putin Anikulov, Uzbekistan, Koki Ogawa, Nhật Bản, Son Heung-min, Hàn Quốc, Abdurrahman Al-Musafri, Oman và Ali Jassim, Iraq. Trong bài, AFC viết, chỉ thắng 1 trong 4 trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam tưởng như sẽ bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026. Thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Kim Sang-sik, họ đã đánh bại Philippines 3-2 đầy kịch tính để nuôi hy vọng đi tiếp. Nguyễn Tiến Linh chính là người hùng của đội bóng áo đỏ với cú đút bàn thắng. Nguyễn Tiến Linh từng ghi 8 bàn ở vòng loại World Cup 2022 và ghi 6 bàn tại AFF Cup 2022. Anh cho thấy sự sắc bén khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho những ngôi sao vàng ở phút 65 và chứng tỏ khả năng không chiến với bàn thắng đẹp mất 11 phút sau đó. Đáng chú ý, trong 8 cầu thủ được AFC nêu tên, chỉ có Nguyễn Tiến Linh và Behram Abdulwali, Trung Quốc, thuộc đội tuyển. Chưa có vé vào vòng loại 3 World Cup 2026. Điều này phần nào cho thấy sự nổi bật của bộ đôi này trong lượt trận vừa qua. AFC tổ chức bình chọn trực tuyến ngôi sao xuất sắc nhất lượt trận thứ 5 trên trang chủ. Cuộc bình chọn này sẽ kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 11 tháng 6. Quỳnh Như đấu chọn 120 phút trực tiếp giúp Lancaster trụ hạng. Trận đấu cuối cùng cho Lancaster trước khi về nước, Quỳnh Như đã trải qua 120 phút thi đấu chính thức và thực hiện một đường kiến tạo để đội giành chiến thắng với tỷ số 1-0, 2-1 sau 2 lượt. Đêm mùng 9 tháng 6, lợi thế sân nhà ở trận lượt về, Amora FC hướng đến một chiến thắng để giành suất thắng hạng. Tuy nhiên, sự cố gắng của họ chỉ giúp màn lưới trụ vững chắc Quỳnh Như và đồng đội trong 90 phút chính thức. Bước vào hai hiệp phụ để xác định đội chiến thắng sau 2 lượt, Quỳnh Như có được kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu giúp Lancaster thành công chủ hạng. Trong trận đấu này, Lancaster và Amora FC đã có hai hiệp đấu chính thức giằng co để hấp dẫn. Thậm chí, những phút cuối hiệp 2, chủ nhà Amora liên tục tạo nên sóng gió trước cầu môn Lancaster nhưng không thể vượt qua sự lăn xả của các cô gái áo xanh. Đồng hiệp phụ thứ nhất từ đường truyền của Maria Ribeiro bên cánh phải, Quỳnh Như xâm nhập vòng cấm, thu hút hàng thủ Amora và trả về tuyến hai cho Maria ghi bàn khai thông bế tắc phút 95. Khoảng thời gian sau đó, Amora đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù vậy, sự cố gắng của các cô gái Lancaster bất chấp việc liên tục chuột rút nằm sân đã giúp cầu môn chủ vững sau 120 phút. Qua đó, Lancaster giành chiến thắng sau 2 lượt với tỷ số 2-1 trước Amora và giành được tấm vé chủ hạng. Giúp Lancaster chủ hạng, Quỳnh Như sẽ chia tay đồng đội và sớm trở về nước. Giờ đây Quỳnh Như đang là cầu thủ tự do và nhiều khả năng sẽ trở lại Việt Nam thi đấu. Hiện tại, Quỳnh Như đang được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thái Nguyên TNT săn đón. Trong đó, Thái Nguyên TNT sẵn sàng chi hơn 1 tỷ đồng để mời Quỳnh Như gia nhập trong 2 năm.